mang tên Thanh Xuân của em là. Em chào các anh chị B336, năm nay em 15 tuổi ạ. Em đã là Pix được 2 năm rồi, bắt đầu từ MV Chỉ Một Lần Sống. Và đó là MV của B36 mà em ấn tượng nhất. Sức trẻ và sự nhiệt huyết của các anh chị đã lan tỏa đến em và là động lực để em vượt qua rất nhiều chuyện luôn. Chí tim. Rồi tới lúc những MV mới ra mắt và các bài hát cover, các couple trong B36 cũng làm cho các con dân như em đứng ngồi không yên. Em thích nhất là couple của chị Việt Thi và anh Winner. Những thời gian gần đây em thấy mọi chuyện không còn như xưa nữa, nhất là couple Thiner. Các dự án chung thì không nói, nhưng các dự án riêng của hai anh chị cũng không cần hát chung với nhau nhiều. Hai anh chị cũng không thân thiết như trước nữa. Em rất buồn, em biết đó là sự ích kỷ cá nhân và có thể ngoài đời các anh chị không phải là real love của nhau, nhưng thật sự tụi em vẫn muốn thấy Thiner bên cạnh nhau trong những dự án riêng của mình. Mãi yêu couple Thiner, mãi yêu B36 rất nhiều. Yeah. Confession behind mang đến một sự ngượng ngùng. Ngượng ghê luôn á, thiệt em ngượng ghê luôn. Hai nhân vật chính nói đi. Anh nói trước đi mời anh. Ok, thì anh nói trước ha. Sao ta, tại vì là anh thấy là cái việc mà mình nói về cái vấn đề này cũng khá là nhiều ha. Mình giải thích cũng có mà mình tâm sự mọi người cũng có. Tâm sự có. Yeah. Thì cái câu chuyện về cái việc mà các bạn ship bọn mình ấy thì sau đây Việt Thi sẽ chia sẻ. Gì vậy trời? Anh này. Gì vậy anh? Em nói trước đi, tại vì anh không biết nói sao nữa. Thì thật ra cái việc mà các bạn ship tụi mình thì nó cũng là điều hiển nhiên thôi. Vì hồi đó sao tụi mình nhiên? Cứ đúng nhiên. Rồi, chứ anh không thấy hồi đó, tụi mình đóng phim La La School nè, tụi mình cũng là một couple. Xong rồi kiểu tụi mình hát cover, tụi mình cũng là một đôi á, cho nên là thật sự là không thể nào tránh cái việc là các bạn ship couple được, và cũng như là các bạn cũng có thể ship những cái cặp khác, nó cũng có thể là làm cho các bạn vui á và các bạn cảm thấy thích thú với điều đó. Tin nhưng mà tình thật ra với anh Winner mà nhưng mà thật ra mình với anh Winner không có yêu nhau mọi người ơi. Trời ơi, đó chỉ là thật, mọi người cảm thấy là tụi mình kiểu đóng phim, tụi mình tình cảm quá, đó chính là bởi vì tụi mình nhập tâm và tụi mình thật sự là cảm thấy kiểu tụi mình diễn mà, thì tụi mình phải như vậy thôi. Cho nên là mình chỉ muốn nói với các bạn là các bạn đừng có gọi là anh ơi, nếu như mà em nói là hơi phủ, nhưng mà em có thể gọi là các bạn đừng có quá hy vọng nữa không á. Không sao, đó là chuyện bình thường. Thật chất á, đối với một đứa như em có một đứa kiểu dân shipper đi đẩy thuyền các kiểu, thì chuyện mà ship ai hay như thế nào mà bạn cảm thấy hai người đó đứng kế bên nhau đẹp và bạn thích điều đó là chuyện cá nhân của mỗi người, đó là sở thích. Đúng rồi, nên chúng ta không cá thể nhân. Nào cấm được, các bạn cứ tiếp tục thôi, nhưng mà nó sẽ trong một giới hạn nào đó, tại vì đó là cá nhân và sở thích, cho nên chưa chắc gì những cái đó lại là sự thật. Thì nó sống trong trí tưởng tượng các bạn, giống như là bạn yêu thích một nhân vật trong chuyện đó và bạn tự viết một câu chuyện của nhân vật đó trong đầu của bạn thôi. Cho nên là bạn cứ sống cho sở thích của mình, cho nên tụi mình vẫn rất thoải mái với điều đó. Nhưng mà có điều sẽ có ý là nói đi. Okay. Thì cái vấn đề này thì nó anh thấy nó không phải là cái vấn đề gì quá là to tát ấy. Tại vì mình có thể rất là bằng phẳng, nhưng mà tại vì là tại sao mà bọn mình mong muốn là mọi người có thể lắng nhẹ xuống cái câu chuyện này, là thứ nhất một phần là tại vì trong B336 ấy thì tất cả mọi người từ anh chị em, tất cả những nhóm trong nhóm bọn mình thì đều coi nhau là những thành viên trong gia đình, thì tại vì điều đó nên là đôi khi mọi người ship như thế bọn mình sẽ cảm thấy bị khó xử khi mà kiểu như là đối mặt với nhau ấy, nên là đôi khi bọn mình sẽ kiểu rất là hơi bị kiểu rất là suy nghĩ khi mà kiểu phải đối mặt với nhau ấy, tại vì bọn dù gì thì trong nhóm B36 thì bọn mình cũng có nam có nữ, còn Việt Thi ở giữa thì bọn mình không biết. Xin cắt đoạn đấy ạ. Trời đất. Tại vì là nếu mà riêng về phần mình và Việt Thi thì bọn mình sẽ không sao, nhưng mà đôi khi mọi người còn lôi những cái thành viên khác vào trong cái câu chuyện nữa ấy. Thì thực sự là ngay cả mình cũng như là Việt Thi sẽ cảm thấy rất là có lỗi, cũng như là rất là thấy không ổn khi mà mọi người làm thế, khi mà lôi những cái thành viên khác
câu chuyện này? Thật ra là tụi mình vẫn có rất là nhiều cái vấn đề, bởi vì chẳng hạn như là khi mà MV Mình Đừng Làm Người Yêu Nhau Nhé được tung ra cái teaser, đúng không? Có rất là nhiều bạn kiểu vào xong rồi nói là tại sao lại không được, tại sao cái bộ Hina lại không là cặp chính mà lại là các lại là anh Winner với chị Hannah. Thật sự là cái lần đó chị Hannah, thật sự là chị Hannah cũng có bị công kích khá là nhiều, cho nên là mình rất là không ủng hộ các bạn về những cái việc đó luôn. Thật sự lúc đó mình rất là khó xử luôn. Và các bạn ơi, thật ra là tùy vào những cái dự án, tùy vào những cái mà tụi mình đang làm. Giống như là cái MV đó là tụi mình thật sự là tụi mình dựa theo tính cách thật, nhân vật thật để tụi mình có thể làm ra một cái MV hoàn hảo nhất cho mọi người xem luôn. Và mình cũng giống như anh Winner thôi, chỉ mong là các bạn có thể ship, nhưng mà mong là các bạn sẽ chừng mực. Anh Winner này đếm nói à. Rồi, thì mình cũng giống như anh Winner vậy. Các bạn có thể làm cái gì mà các bạn cảm thấy vui và thỏa mãn được cái ước muốn của các bạn. Nhưng mà mong là nhưng mà mình mong là các bạn có thể chừng mực lại, bởi vì khi mà có nhiều chuyện xảy ra như vậy á, có những cái tụi mình không mong muốn á, thì thật sự là tụi mình rất là khó để nói chuyện với nhau. Cho nên là cảm ơn tất cả mọi người khi đã ship cho tụi mình, nhưng mà cũng mong là các bạn sẽ tiết chế lại một xíu nha. Và thật ra là không phải nói là tụi mình không có sản phẩm cùng với nhau được, cũng giống như là cái MV gần nhất đây là của anh Winner, mình với anh Winner cũng có hợp tác với nhau đó mọi người. Thì mong là mọi người sẽ xem lại cái MV này và giống như là dành tình cảm cho B336 nhiều hơn nha. Và MV tên là Anh Không Thèm Chấp Đâu. Yeah. Hey, this is a song for you girl. Lại một ngày mới đến, ta cùng nhau bước chung con đường và cầm chặt tay em lướt qua bao nhiêu phố phường. Nhìn đồ hiệu trên tay em mà dòng lệ anh tuôn thế. Không sao cho ai ngẩn ngơ suốt đêm, rồi hôm nay em lại muốn đi chưa đâu. Tuy anh đây thật sáng đã ra rời, chẳng thể nghỉ ngơi vì em mà anh hết hơi. Nhiều khi em hay giận dỗi vu vơ rằng đôi lúc anh hay thờ ơ, chỉ mong được chìm vào trong giấc mơ, trở lại năm tháng tươi màu như những ngày đầu tiên. Nhiều lúc anh bực mình nhưng anh không thèm chấp đâu, có như cực hình anh cũng không thèm chấp đâu. Chỉ cần làm em vui là cuộc đời tươi mới, đơn giản là được thấy em cười thôi. Anh không thèm chắc đâu, dù đôi khi có đau đâu, anh chẳng mong chi những phút giây thầm lặng, niềm hạnh phúc nhất lang thang trong cuộc đời anh đó là em thôi. Biết là nhiều lúc em hay nói nhiều, chắc anh thấy phiền nhiều biết bao nhiêu, giận dữ trách móc là lỗi là em, nhưng người phải xin lỗi chẳng phải là em. Mua bánh ngọt tặng nhiều hoa, anh không trách em đâu mà đúng là đột điều tòa. Dựng một chút em lại thấy âu sầu, em tự hỏi anh điều hoa bao lâu. Khi không gian lạnh lẽo theo em ở bên anh nơi đây, chỉ biết gọi tên em vội, nhớ đến mai thôi. Sau khi nhìn sao đối ngồi, rồi hôm nay em lại muốn đi chưa đâu. Anh đây thật sáng đã ra rời, chẳng thể nghỉ ngơi vì em mà anh hết hơi. Nhiều khi em hay giận dỗi vu vơ rằng đôi lúc anh hay thờ ơ, chỉ mong được chìm vào trong giấc mơ, trở lại năm tháng tươi màu như những ngày đầu tiên. Nhiều lúc anh bực mình nhưng anh không thèm chấp đâu, có như cực hình anh cũng không thèm chấp đâu. Chỉ cần làm em vui là cuộc đời tươi mới, đơn giản là được thấy em cười thôi. Anh không thèm chấp đâu, dù đôi khi có đau đâu, anh chẳng mong chỉ những phút giây thầm lặng, niềm hạnh phúc nhất lang thang trong cuộc đời anh đó là em thôi. Làm em vui là cuộc đời tươi mới, đơn giản là được thấy em cười thôi.
Xin chào mọi người, chúng mình là nhóm B336 Radio B336, nơi chất chứa những tâm sự đẹp được gửi gắm từ các bạn fan ruột của B336. Được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Cảm ơn cậu vì những năm tháng thật đẹp của tuổi trẻ. Cảm ơn vì những quan tâm chân thành về cái tuổi 17 trong trên. Theo em cảm thấy thì cái rung động đầu đời của một chàng trai tuổi 17 thì nó rất là thú vị. Cho em hỏi cái lũ chị Hana. Có phải cái bạn nam đó là bạn tay đánh bass không? Phải không? Phải bạn tay đánh bass không? Chính xác. Thiệt sợ luôn. Những nỗi niềm chất chứa bấy lâu đã được giải bày, sẽ chia. Lại không được đáp lại, nhưng mà lớp 7 bạn nó lại thích em lại. Chỉ là một cái nụ cười nó thoáng qua thôi, nhưng mà nó cũng để cho em đọng lại. Cha em mới nói mẹ em vậy nè, con Hi em nó lớn rồi, nói chuyện với nó một cái cách khác đi. Và không thể thiếu những món quà đặc biệt tới từ cái idol B36. Nhìn bánh của ta. Đúng, chính xác. Bạn nhất trường. Bánh tổng không. Chào tạm biệt bạn tôi và nguyện nhớ mãi mãi không phải phôi. Sẽ khắc ghi trong tim những nụ cười, từng gương mặt quá thân thương. Đặc biệt hơn, trong radio B336, bạn không chỉ được chia sẻ tâm tư cùng chúng mình mà còn có một đặc quyền là đặt ra thử thách hay những game online dành cho một thành viên bất kỳ. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay đây cùng với radio B336, chúng mình luôn chờ đợi các bạn. Có thể kết nối với các bạn nha.